đáp đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý khán giả. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2019 là buổi phát thanh lần thứ 2993 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc ngắn gọn. Kế tiếp là một chuyện nước Nam mình với Bảo Trân qua bài Thế lực thân địch. Tiếp theo sau là một đất nước đứng lên với bài Tung hứng để qua mặt nhân dân do Nguyên Khải trình bày. Và cuối cùng là một bình luận với Song Thập qua bài Cộng sản Việt Nam thắng lợi hay thất bại với Facebook, Google, YouTube để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh 7 tù nhân lương tâm đang tuyệt thực tại trại giam số 6 Nghệ An và số 5 Thanh Hóa. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Truyền thông Úc quan tâm về vụ Việt Nam bắt giam ông Châu Văn Khảm. Thông tấn xã ABC của Úc vào hôm qua cho biết là ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, một công dân Úc gốc Việt, đã bị bạo quyền Việt Nam bắt giam suốt 6 tháng qua và không cho phép luật sư tiếp xúc ông. Trích dẫn các nguồn tin từ thân nhân và các tổ chức nhân quyền quốc tế, thông tấn xã ABC cho biết Việt Nam không cho gặp luật sư đại diện là vì công an vẫn còn điều tra ông Châu Văn Khảm về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Sau khi đi thăm ông Khảm trong tù, Tòa lãnh sự Úc tại Sài Gòn cho biết ông Khảm có nhận được quà tiếp tế và thư thăm hỏi của gia đình nhưng vẫn bị cấm gặp luật sư. Bản tin của ABC cho biết thêm, Bộ Công an đã tăng thời hạn giam giữ ông Khảm lên 9 tháng để điều tra. Tính đến hôm nay, ông Khảm đã bị giam giữ hơn 6 tháng, kể từ khi bị Công an Thành Hồ chặn bắt vào ngày 13 tháng 1 đầu năm nay. Miền Trung Việt đang thiếu hụt nước trầm trọng vì hạn hán. Tình trạng hạn hán tại miền Trung đang ngày càng khốc liệt, khiến hàng trăm ngàn gia đình đang thiếu nước ngọt để dùng hàng ngày. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, hạn hán đang xảy ra khắp các tỉnh miền Trung, hàng trăm ngàn mẫu ruộng bị thiệt hại và hàng trăm ngàn gia đình thiếu nước sạch để sử dụng. Tại đảo Cù Lao Chàm, hồ chứa nước đã cạn trơ đáy, khiến hàng ngàn gia đình đang điêu đứng. Cũng theo báo cáo, hạn hán có thể lan rộng và kéo dài trong vài tháng tới. Điều đáng nói là Bộ Nông nghiệp đổ tội cho sự biến đổi khí hậu, nhưng các chuyên gia cho biết là nạn phá rừng và xây dựng thủy điện tràn lan là nguyên nhân chính dẫn đến đại họa hạn hán. Đồng bằng sông Cửu Long đối diện với nguy cơ hạn hán. Các chuyên gia nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long vừa lên tiếng cảnh báo là khu vực này đang đối diện với nạn hạn hán lịch sử vượt xa mức tối đa của năm 2016. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của thiên tai này là hiện tượng El Niño và việc trữ nước của 10 đập thủy điện trên sông Mekong ở Hoa Lục và Lào. Gần đây, mực nước sông Mekong đã xuống đến mức thấp nhất kể từ 100 năm qua, gây hạn hán nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở Thái Lan. Thủ phạm chính yếu là các đập thủy điện của Trung Cộng tích trữ nước và cắt giảm lượng xả về hạ lưu. Theo nhận định của hai chuyên gia Lê Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Thiện, thì hạn hán ở miền Nam có thể diễn ra vào mùa khô năm 2020, mà cao điểm sẽ là vào tháng 3 năm tới. Hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm nạp đơn kiện đòi lại đất đai. Hơn 3.600 gia đình dân oan Thủ Thiêm đã nạp đơn kiện liên quan đến các vấn đề bồi thường và tái định cư sau khi bị cưỡng chiếm đất đai vào 20 năm trước. Trả lời chất vấn của báo chí vào hôm qua, thứ Ba 23 tháng 7, nhà cầm quyền quận 2 Thành Hồ cho biết là họ đã nhận được hơn 3.600 đơn kiện tính đến thời điểm này.
đa số các đơn kiện đều liên quan đến việc trưng thu quá lô đất đai để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá bồi thường quá thấp và không cung cấp nơi tái định cư cho dân Oan suốt 20 năm qua. Singapore lại phát giác 9 tấn ngà voi đang trên đường về Việt Nam. Giới chức Singapore vừa bắt giữ 9 tấn ngà voi và 12 tấn vảy TT phi châu đang trên đường vận chuyển về Việt Nam, có tổng giá trị lên đến 49 triệu Mỹ Kim nếu bán trên thị trường chợ đen. Vụ bắt giữ xảy ra vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 7, tức một ngày trước khi lô hàng này được đưa lên tàu hàng. Lô hàng này được kê khai trong giấy tờ là gỗ khối, nhưng khi kiểm tra thì phát giác gần 9 tấn ngà voi và 12 tấn vảy TT. Đây là lượng ngà voi lớn nhất mà Singapore bắt giữ được, và tính tổng cộng là Singapore đã bắt giữ khoảng 38 tấn vảy TT kể từ đầu năm đến nay. Lý Bằng, vai chính trong thảm sát Thiên An Môn, qua đời ở tuổi 90. Cựu Thủ tướng Trung Cộng Lý Bằng, người bị quy trách nhiệm chính trong vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, đã từ trần vào chiều thứ Hai 22 tháng 7 tại Bắc Kinh, sau nhiều năm bị giới đấu tranh Hoa Lục căm ghét vì vai trò của họ Lý khi ra lệnh thảm sát đẫm máu các sinh viên xuống đường ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Khi loan tải tin trên, Tân Hoa Xã không tiết lộ là ông Lý Bằng 90 tuổi từ trần vì chứng bệnh gì, mà chỉ cho biết là các bác sĩ đều bó tay trước căn bệnh này. Tuy nhiên, cái chết của họ Lý diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống bạo quyền Bắc Kinh đang dâng cao tại Hồng Kông. Nước Anh có tân thủ tướng. Các thành viên thuộc đảng bảo thủ ở Anh đã bỏ phiếu bầu ông Boris Johnson, cựu đô trưởng London, lên nắm quyền lãnh đạo đảng này, có nghĩa là ông Johnson sẽ thay bà Theresa May trong chức vụ thủ tướng nước Anh. Kết quả bỏ phiếu được công bố vào trưa thứ Ba ngày 23 tháng 7 giờ địa phương. Ông Johnson đắc cử với 92.000 phiếu, đánh bại đối thủ Jeremy Hunt chỉ có 46.000 phiếu. Ông Boris, tên đầy đủ trong khai sinh là Alexander Boris de Pfeffer Johnson, 55 tuổi, xuất thân từ một gia đình thượng lưu và tốt nghiệp Đại học Oxford. Trong diễn văn nhậm chức, ông Boris tuyên bố sẽ hoàn tất việc nước Anh ly khai khỏi khối Âu Châu vào cuối tháng 10 này. Nam Hàn nổ súng cảnh cáo máy bay Nga xâm nhập không phận. Các chiến đấu cơ Nam Hàn đã bắn hơn 300 phát đạn cảnh cáo vào một máy bay quân sự Nga đang xâm phạm không phận Nam Hàn vào hôm qua, thứ Ba 23 tháng 7. Vài phút sau đó, chiến đấu cơ Nam Hàn lại tiếp tục nhả đạn khi chiếc A-50 của Nga lại tiến vào không phận Nam Hàn lần nữa. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết vụ nổ súng diễn ra tại không phận đảo Dokdo, nơi mà Nam Hàn và Nhật Bản đều tuyên bố là có chủ quyền. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ đụng độ giữa Nga và Nam Hàn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radiodlsn.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mộng ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta. Thưa quý thính giả, nhiệm vụ bán nước cho ngoại bang của những kẻ cầm quyền tại Việt Nam đã hiện rõ trầm trọng trong vụ Yếm Thiên Thít khi Trung Cộng ngang nhiên đem tàu tới xâm phạm lãnh thổ Việt Nam để tìm dầu khí. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Thế lực khân địch của Nguyễn Lân Thắng sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình.
hai tuần lễ đã trôi qua, việc bãi Tư Chính bị tàu khai thác địa chất Trung Cộng được tàu hải cảnh yểm trợ vẫn loanh hoanh rà soát trên vùng biển Việt Nam, đang làm dư luận nóng lên với hàng trăm nhận định khác nhau, nhưng chung quy, người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn như đang ngồi trên lửa vì hành vi xâm lấn trắng trợn của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Dư luận tỏ ra phẫn nộ khi miệng lưỡi Trung Cộng tiếp tục khuyên nhủ Việt Nam nên vì đại cục, trong khi tay thì thò vào tận vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền từ bao lâu nay. Trung Cộng lâu nay vẫn thế, mang giả tâm chiếm hết Biển Đông bằng đường lưỡi bò trắng trợn nên không ngần ngại trước dư luận hay công pháp quốc tế. Bắc Kinh vẫn lấy vũ lực làm căn bản đối với những nước nhỏ chung quanh vùng biển mà nó gọi là tranh chấp, nhưng thật ra là thái độ vũ phu của kẻ vừa mạnh vừa lưu manh, nhận vơ chủ quyền các nước về mình nhằm thôn tính một vùng tài nguyên rộng lớn mà từ bao lâu nay chúng vẫn thèm thuồng nhưng chưa nuốt nổi. Dân chúng thì xôn xao, báo chí sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cũng được phép lên tiếng. Chỉ có điều người có trách nhiệm cao nhất vừa bên chính phủ lẫn bên đảng lại im hơi lặng tiếng, làm như không phải chuyện của mình. Trong cương vị chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng không hề trấn an hoặc giải thích sự vụ với dân chúng, mặc dù đây là trách nhiệm của ông. Trong tư cách tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có bất cứ hiệu triệu hay công văn nào cho 4 triệu đảng viên dưới quyền của ông biết, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh, dù là ngắn ngủi. Sự vô tâm đến khó hiểu của ông Trọng không làm cho người dân ngạc nhiên lắm, vì từ bao lâu nay, thái độ kính nhi viễn chi của ông đối với quan thể Trung Cộng vẫn trước sau như một, nhưng lần này ông đã đi xa hơn, thay vì lên tiếng báo động họa xâm lăng từ phương Bắc, thì ông lại tỏ ra quan ngại đối với đồng bào ông, những kẻ mà ông gọi là thế lực thù địch. Theo tin tức báo chí, sáng ngày 20 tháng 7, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, trong phát biểu chính thức, ông Trọng cho biết, cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội về sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động, kích động lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Rõ ràng, thế lực thù địch mà ông Trọng nhắc nhở ở đây không phải là Trung Cộng. Vậy chứ bản thân ông với tư cách như thế phải gọi là thế lực gì? Một vài người đã nhanh chóng tìm ra cụm từ rất phù hợp với vai trò của ông và đồng đảng. Thế lực thân địch. Vâng, chỉ có thể là thân địch, ông mới im hơi lặng tiếng trước họa diệt vong từ Trung Cộng. Ông thân địch vì chỉ có Trung Cộng mới có thể giúp ông và đồng đảng giữ vững chiếc ghế bằng máu và nước mắt nhân dân Việt Nam. Thế lực của ông chống Trung Cộng bằng mồm, mà lại yếu như tiếng cuốc kêu đêm hè, vật vã không phải vì yêu thương đất nước nhân dân, mà lăn lộn vì tranh nhau miếng đỉnh chung từ một ngoại bang bất hảo. Thế lực thân địch của ông ngày một lộ rõ tâm trạng phản động và phản quốc. Trong khi tàu cảnh sát biển Việt Nam khó khăn tránh tàu địch nhiều lần lớn hơn tại khu vực bãi Tư Chính, thì thế lực thân địch của ông trong bờ kéo nhau sang tàu hợp ca bài bán nước. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu đã khai mạc hội thảo lý luận lần thứ 15 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Tàu với chủ đề Một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Các ông và thế lực thân địch của đảng các ông có xấu hổ không khi đọc bản tin Mỹ đã kích Trung Cộng bắt nạt Việt Nam giữa tranh cãi về tàu khảo sát được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào ngày 20 tháng 7 năm 2019. Mỹ đã lên án Trung Quốc bằng những lời lẽ đanh thép cáo buộc nước này có hành vi bắt nạt và làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực giữa lúc tàu khảo sát địa chất của Trung Cộng tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam Biển Đông. Thông cáo dài của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy một sự ủng hộ gần như rõ ràng đối với Việt Nam trong một tranh cãi gay gắt với nước láng giềng và biểu lộ lập trường mạnh mẽ của Mỹ về việc tàu Trung Cộng cản trở hoạt động dầu khí của các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đành rằng Mỹ bảo vệ Biển Đông vì không thể để cho Trung Cộng làm mưa làm gió trên trường quốc tế, mới tỏ ra cứng rắn như vậy, chứ không phải lo lắng gì cho Việt Nam.
Bổn phận lo lắng thuộc về phận hành của các ông, những kẻ mang trên vai đủ thứ danh phận, nhưng không có danh phận nào bảo vệ đất nước. Lá bài hòa bình ổn định chẳng qua là gìn giữ tài sản, mà các ông và cả thế lực của các ông kiếm chắc được từ xương máu nhân dân, chứ không phải là nhường nhịn tàu vì sợ hãi chiến tranh, gây tổn hại cho đất nước. Đất nước này từng chinh chiến với phương Bắc, và cũng từng đánh đuổi bọn chúng về tàu. Các ông đã từ chối đưa bàn tay ra nắm lấy sợi dây thừng của Mỹ nhằm kéo đất nước ra khỏi tăm tối dưới bóng ma Trung Cộng, bởi bản thân các ông chính là một trong những bóng ma của dân tộc, chỉ khác là biết nói tiếng Việt mà thôi. Nhảy múa trên đống chữ mà đảng nặng óc viết ra bao nhiêu năm nay cũng không thể làm cho người dân quên chiếc tàu thăm dò địa chất tại bãi Tư Chính, nơi mà nguồn tài nguyên đang nuôi các ông lớn mạnh để bẻ lái con thuyền đất nước theo hướng thân địch. Cứ mỗi tiếng hụ thẳng thốt, rách ruột của tàu cảnh sát biển Việt Nam nổi lên ngoài kia, thì trong này nhân dân lại ý thức thêm về vai trò của các ông. Vì vậy không thể nghi ngờ gì nữa rằng, các ông chẳng những đem con bỏ chợ, mà còn đem con cho kẻ thù truy sát, để trong bờ các ông cùng nhau hợp ca bài đồng ca, hòa bình ổn định. Dự án đường sắt cao tốc là một trong nhiều bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một chi nhánh của Đảng Cộng sản Tàu và đang âm mưu chia chép 1/4 tổng sản lượng quốc nội của dân Việt cùng giặc phương Bắc. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Tung hứng để qua mặt nhân dân của Đỗ Ngà qua sự trình bày của Nguyên Khải. Dự án đường sắt cao tốc rất đắt, bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng tốn chi phí rất lớn. Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, thì Trung Quốc xây dựng đường sắt cao tốc 350 km/h tốn từ 17-21 triệu đô mỗi km. Tại Âu Châu là từ 25-39 triệu đô, tại Mỹ 56 triệu đô. Tại Mỹ chỉ là con số ước lượng, chứ Mỹ chưa xây dựng đường sắt cao tốc. Bây giờ, họ còn đang sử dụng đường sắt tốc độ 170 km/h mà thôi. Với Mỹ, một quốc gia giàu có mà họ không xây dựng dự án tốn kém này, thì cũng cần phải xem lại tính kinh tế của nó. Tại Thái Lan, đất nước này cũng đang định xây dựng dự án đường sắt cao tốc, nhưng Viện Kinh tế Phát triển thuộc Tổ chức Thương mại Đối ngoại Nhật Bản đã chỉ ra trong một nghiên cứu của họ rằng dự án đường sắt cao tốc sẽ cải thiện tổng sản phẩm quốc nội GDP của Vương quốc Thái Lan chỉ 0,1% vào năm 2035, trong khi dự tính bắt đầu đưa tuyến đường cao tốc này vào khai thác 2022. Số tiền đổ ra rất lớn, nhưng hiệu quả kinh tế gần như không đáng kể. Nói đến Việt Nam, nền kinh tế GDP chỉ có 240 tỷ Mỹ Kim năm 2018, mà dự án ngốn đến 58,7 tỷ đô, một dự án chiếm đến 24,5% GDP, một tỷ lệ kinh khủng. Trong khi đó, có GDP là 1.428 tỷ đô Mỹ, dự án đường sắt cao tốc Melbourne-Brisbane tốn 114 tỷ đô Úc, tương đương với 79 tỷ đô Mỹ, chiếm chỉ có 5,5% GDP, thế mà bị đình hoãn vì vấp phải sự phủ quyết của một số đảng phái. Còn Việt Nam, không có đảng đối lập thì không ai có thể ngăn cản nếu đảng đã quyết, khi đó đất nước mất một khoản chi phí khổng lồ mà không có hiệu quả kinh tế gì cả. Nhật và Pháp, họ là nước giàu, khoe công nghệ, nhưng Việt Nam là nước nghèo, kinh tế kém, công nghệ lạc hậu thì khoe ai? Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam dài 1.570 km có chi phí xây dựng là 58,7 tỷ đô Mỹ. Vậy tính ra là 37,4 triệu đô Mỹ mỗi km. Thế nhưng, hôm ngày 9 tháng 7 năm 2019, tờ Việt Nam Economy có đăng bài đường sắt tốc độ cao trên 32 tỷ Mỹ Kim,
Bộ Giao thông nói gì. Trong bài này có nói đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính chi phí đường cao tốc Bắc Nam giảm 32 tỷ so với chi phí mà Bộ Giao thông Vận tải tính, tức chỉ còn 26 tỷ đô cho 1.570 km. Như vậy, tính ra, suất đầu tư chỉ có 16,56 triệu đô cho mỗi km, nghĩa là rơi vào suất đầu tư tại Trung Quốc. Như vậy, việc giảm chi phí này, nó nói lên rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự định mời Trung Quốc xây dựng. Nói vậy không có nghĩa là chi phí 58,7 tỷ đô thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, trên trang tin tài chính của báo Nhà Đầu tư có đăng bài Vốn vay ưu đãi cạn dần, Bộ Tài chính đưa ra phương án để ngăn nợ công vượt trần. Trong bài có nói rằng từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam không còn được vay vốn của Ngân hàng Thế giới World Bank theo điều kiện ODA. Sau đó sẽ đến các đối tác phát triển khác. Vì vậy, Việt Nam phải chuyển sang sử dụng chủ yếu là nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay toàn bộ theo điều kiện thị trường. Nghĩa là cạn nguồn vay ODA thì móc đâu ra 58,7 tỷ đô la để làm đường cao tốc. Trong các đối tác cho Việt Nam vay ODA thì đối tác đáng nói nhất là Trung Cộng. Khi World Bank, Nhật và lần lượt những nước khác siết chặt cho vay ODA, thì còn ai cho Cộng sản Việt Nam vay đây? Trong khi đó, trên báo Tài chính hôm ngày 10 tháng 5 năm 2019 có đăng bài Trung Quốc tài trợ cho Việt Nam không phải là vốn vay ODA, đã cho biết như sau, Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho chính phủ Việt Nam thông qua các khoản vay ưu đãi, không phải vốn vay ODA. Các khoản vay tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như đường sắt, nhiệt điện, sản xuất công nghiệp. Thực tế cho thấy, các ngành như ngành đường sắt, nhiệt điện, sản xuất công nghiệp hầu hết rơi vào tay Trung Cộng, thì điều đó cũng có nghĩa, khi cạn ODA thì nguồn vay của chính phủ Việt Nam sau này chủ yếu từ Trung Quốc. Vậy rõ ràng, ODA của World Bank và các nước đóng lại, khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc tràn vào chiếm lấy ngành đường sắt, nhiệt điện và sản xuất công nghiệp. Vậy thì, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam làm sao thoát khỏi tay Trung Quốc? Điều đó đủ chứng minh, dù cho chi phí 58,7 tỷ đô hay chỉ có 26 tỷ đô, thì dự án khủng này đều là rơi vào tay Trung Quốc. Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại hạ xuống hơn nữa, chỉ còn 26 tỷ đô? Vì đơn giản, đây là đòn tung hứng giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ này đưa giá cao, bộ kia hạ giá để dân ít phản đối, nhằm tạo thuận lợi cho Quốc hội gật thông qua. Và đợi khi Quốc hội gật xong, thì họ điều chỉnh giá lại. Ai cũng biết, phần lớn các dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc rơi vào tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, đội vốn, thiết bị không đảm bảo chất lượng, làm tăng tổng mức đầu tư. Vậy, cứ hạ giá để Quốc hội gật, rồi sau đó cho đội vốn, thì dự án sẽ thực hiện trót lọt. Như vậy, qua đây chúng ta thấy rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam đang tính bài toán qua mặt nhân dân để ngắt đi 1/4 GDP đất nước giao cho Trung Quốc xây nên những sản phẩm kém chất lượng, thiếu an toàn. Tai nạn thì dân lãnh, nợ công dân gánh, còn nhà thầu Trung Quốc và quan chức Cộng sản chia nhau khoản lại quả khổng lồ từ 58,7 tỷ đô để sống phè phỡn. Thực tế sẽ là như vậy nếu nhân dân không ngăn cản được dự án này. Đảng Cộng sản Việt Nam có tham vọng duy trì quyền lực chính trị vĩnh viễn tại Việt Nam, loại bỏ ảnh hưởng của các mạng lưới thông tin quốc tế ra khỏi không gian ảo tại Việt Nam nằm trong mục tiêu này. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Cộng sản Việt Nam thắng lợi hay thất bại với Facebook, Google, YouTube sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
khác khá nhiều với giọng điệu hùng hổ như ăn tươi nuốt sống các doanh nghiệp mạng xã hội nước ngoài vào năm 2018. Cuộc họp của Bộ Thông tin và Truyền thông vào giữa năm 2019 chỉ đưa ra biện pháp chế tài là bất cứ nền tảng xuyên biên giới nào vào Việt Nam hoạt động mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam sẽ không được đất nước này chào đón. Cuộc họp trên được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới. Nội dung chính của cuộc họp này là muốn kêu gọi các doanh nghiệp, các đại lý quảng cáo, các nền tảng công nghệ Việt Nam, các cơ quan báo chí và người sử dụng mạng xã hội chung tay cùng Bộ Thông tin và Truyền thông quét rác trên môi trường mạng, bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn tại Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc họp trên đã không bàn gì về việc thu thuế của Google, YouTube, Facebook, điều mà vào năm 2017 và năm 2018 đã trở thành một chủ đề ưu tiên của Bộ Thông tin lẫn Bộ Tài chánh. Vào cuối năm 2017, ngay sau khi Bộ Công an tung ra dự thảo Luật An ninh mạng với điều 34, đòi tất cả các dịch vụ của ngoại quốc đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber, vân vân buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ để quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam thì mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đến lượt Bộ Tài chánh tung ra dự thảo mới về luật quản lý thuế, nộp thuế đối với các dịch vụ mà tổ chức ngoại quốc cung cấp cho tổ chức hay cá nhân ở Việt Nam. Khi đó, Bộ Tài chánh đã tìm cách ăn theo luật an ninh mạng bằng cách gia tăng mức thuế và hy vọng có thể thu vào tiền thuế trong một khu vực kinh doanh mà từ trước tới giờ ngành thuế của Việt Nam không với tay được. Số thuế dự tính thu được có thể lên từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng tiền Việt Nam, tức khoảng 130 triệu Mỹ Kim đến hơn 215 triệu Mỹ Kim. Nếu thành công trong việc đánh thuế này, thì ngân sách Việt Nam sẽ giúp chế độ tồn tại qua ngày. Trong khi đó, các nguồn ngoại viện đều hầu như đóng cửa với Việt Nam. Các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu đều bắt Việt Nam phải vay với lãi suất và thời gian ân hạn theo thị trường từ tháng 7 năm 2017. Tiếp theo, các cái loại phát minh thu thuế bán hàng trên mạng, thu thuế bảo vệ môi trường, thu thuế bằng cách bán sim số đẹp, vân vân, đang đánh thẳng vào hầu bao của giai tầng trung lưu và một phần hạ lưu qua thuế xăng dầu, thuế sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và còn bao nhiêu loại thuế khác chỉ có trời mới biết. Tình cảnh mà ngày càng nhiều người dân và cả quan chức phải thốt lên, sưu cào thuế nặng thế này thì còn hơn cả thời thực dân. Cho đến nay, vẫn không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Bộ Tài chánh có thể thu được thuế từ Google, YouTube, Facebook. Thậm chí ngay cả việc đặt văn phòng hay trụ sở làm việc tại Việt Nam cũng không được các doanh nghiệp trên tha thiết. Trong bối cảnh đó, thu được thuế là một điều không tưởng. Bây giờ thì ai cũng hiểu là cùng lắm thì các doanh nghiệp này sẽ không được nhà cầm quyền Việt Nam chào đón. Nhưng không chỉ thất bại về thu thuế, mà nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản còn không thể thắng lợi trong mục tiêu quản lý an ninh chính trị đối với Google, YouTube, Facebook. Vào đầu năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử du nhập vào Việt Nam, hãng Facebook bị cái chính thể độc đảng ở quốc gia này lên án và tổ chức đấu tố một cách quyết liệt đầy cay cú, đã cho thấy sự bất lực của hệ thống chính trị quốc gia Việt Nam này. Khi đó, nhiều tờ báo nhà nước cứ im thinh thích về vụ nhà cầm quyền dùng luật rừng để cưỡng chế và phá sạch 200 ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, thì chúng lại đồng loạt nhảy sổ vào Facebook để gào thét về những thứ mà chúng cho là sai phạm của hãng này tại Việt Nam. Chẳng hạn như không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm,
có bài đăng với nội dung vu khống chống phá chính quyền, bôi lọ, phỉ báng các cá nhân, các tổ chức hay cơ quan nhà nước, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, rao bán sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam Cộng sản, yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà nhà cầm quyền cho là lừa đảo, vi phạm pháp luật, vân vân và vân vân. Chắc chắn là những tờ báo trên đã được bật đèn xanh bởi hành động thông đồng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng cùng Bộ Thông tin và Truyền thông của tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Nhưng cái cách phản ứng dữ dằn và cay cú của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Facebook đã cho thấy trong những tháng qua, Facebook đã không làm cho những kẻ muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet hài lòng. Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của nhà cầm quyền này trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật chơi, độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Chẳng có gì bảo đảm là các hãng Google, Facebook sẽ còn muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam hay là không một khi các doanh nghiệp này bị siết cả về quyền tự do ngôn luận lẫn túi tiền. Việc Google phải quyết định rút khỏi nước Tàu vào năm 2010 do bị siết chặt chính trị là một bài học xứng đáng cho giới chấp bưu chính trị và cơ quan thuế của Việt Nam. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến các ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng đang tuyệt thực sang ngày thứ 44 tại trại giam số 6 Nghệ An và Nguyễn Văn Điển, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Trung Trực đang tuyệt thực sang ngày thứ 24 tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Những người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm và hành hạ trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.